Ui, xả thủ. 6 con voi. Không có quá nhiều voi dành cho game thủ chim sẻ, có mỗi 6 con thôi. Và rất có thể nó sẽ giật lên và nó sẽ để ra con thứ 7. Chim sẻ đang cho con xe giò của mình lên góc 12 giờ. Liệu rằng có kẹp Sam không? Nếu kẹp Sam thì ông kẹp Sam chắc là oảng luôn. Có thêm hiêu. Vâng, đúng là đẻ ra con voi thứ 7. Đây là một gia tộc voi. Nguyên một gia tộc voi đang ở gần nhà của đội chim sẻ. Chỗ này có 6 con. Phía xa xa có một con nữa là con thứ 7. Và tôi nghĩ rằng với cái bài nhiều voi như này thì nó sẽ không dừng ở số voi là 7 đâu. Nó sẽ là nhiều hơn đấy. Đây sẽ là bài mà tôi dự đoán sẽ có khoảng tầm 9 voi dành cho sẻ. Đây mới là con voi thứ 3. Việc nhẹ lương cao đó, chỉ được câu voi và lên đời. Hết. Không phải làm gì nhiều. Ba con. Thôi xong. Bài này nếu rơi vào tay các game thủ có khả năng ép đời, vâng, theo kiểu đột biến giống như kiểu là Gunny hoặc là Hồng Anh, thì có thể sẽ là một bài đấu mà đánh kiểu dị, như kiểu tầm 19 dần chẳng hạn. 12 giờ dường như không có khách. Con xe gió đổi màu tại nhà Bùi Phương Nam thì phải. Chúng ta đảo qua các game thủ khác một chút. Đây là Nam. Nam cũng có xe gió lên 12 giờ nhưng mà không có gì. Nam bài được không? Bình thường. Đây là bài của U98, 21 dân, đầu cánh. Có lẽ sẽ đánh chém thôi. Sẽ chém hết để cho một mình Hào cùng. Hào là cùng tuyển. Vâng, có hốc, có quả phụ, có rừng. Bài chủ lực được. Vâng, ta ngay lập tức quay trở lại với bài của chim sẻ. 22 dân, trận này phải chăng sẽ là kích 8. Tám không. Hai dân đã được cắt lên. Đây mới là phút thứ 7. Thịt đã đủ rồi anh em ạ. Thịt gần đủ rồi. Nông dân pơ. Cậu voi rất từ tốn và chậm rãi. Từng con một. Nhưng nó đang nằm chết rất đẹp tại nhà chính. Sát sẵn sàng. Hai dân cũng được dâng lên khá cao. Đây sẽ là BL của pơ. Còn đây là BM. Như vậy đây sẽ là bài kích ở cuối 8. Bài 8 này là bài 8 khỏe.